Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Chủ tịch bị chiếm quyền, ai đã đẩy ông Chủ tịch Phúc ra xa ghế, ngày thay thế đã điểm. Cứ mỗi ngày đến dịp lễ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thì vai trò của ông Chủ tịch nước thường nhắc đến, đó là những chữ ký đặc xá cho phạm nhân. Ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày lễ lớn của chế độ. Nhân dịp ngày lễ này, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho hơn 2.400 phạm nhân. Cụ thể là 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia kỷ niệm Quốc khánh, ông Trần Thanh Mẫn giám sát. Công bố quyết định vào ngày 31 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Cũng hoạt động nhân dịp ngày lễ mùng 2 tháng 9, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những gì ông Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước đã tham gia. Và truyền thống lâu nay, công bố quyết định đặc xá là quyền hạn của Phủ Chủ tịch, không liên quan gì đến bên chính phủ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là sáng ngày 1 tháng 9, tại trại giam Vĩnh Quang thuộc Cục C10 Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 cho 71 phạm nhân, trong đó có 5 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài đang thụ án tại đây. Điều đáng ngạc nhiên là Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lại đến tham dự lễ đặc xá như vai trò của ông Chủ tịch nước. Ông Phạm Bình Minh đã phát biểu đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, nhưng với những gì đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, những người được đặc xá lần này sẽ thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng cuộc sống ổn định, gia đình đầm ấm và dứt khoát không tái phạm tội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc ký đặc xá. Nhiều người đã đặt câu hỏi nếu ông Chủ tịch nước bận thì bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt. Nếu bà Võ Thị Ánh Xuân cũng bận thì Văn phòng Chủ tịch nước cử người đến tham dự, chứ tại sao một ông Phó Thủ tướng bên chính phủ lại làm thay công việc của bên Chủ tịch nước được? Điều này được nhiều người cho là bất bình thường. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, tham vọng của ông là vào tứ trụ, đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy được. Hiện nay ông Phạm Bình Minh được 63 tuổi, đến Đại hội 14 ông sẽ 66 tuổi. Nếu không vào được tứ trụ giữa nhiệm kỳ thì ông sẽ phải hưu theo tuổi. Và lại, kỳ họp Bộ Chính trị ngày 14 tháng 7 vừa qua cũng đã xác định trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh với vụ án chuyến bay giải cứu. Nếu xét về tuổi, xét về lý lịch đảng, ông Phạm Bình Minh đều rơi vào trường hợp về nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh công bố lệnh đặc xá. Việc đá lận sân như thế này được nhiều người đánh giá là ông Phạm Bình Minh đang cố tranh giành chiếc ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian tới. Trong tình thế như hiện nay, ông Phúc bị vết đen do vợ làm ăn với Việt Á, nên cũng rất có thể vào kỳ hội nghị Trung ương 6 Bộ Chính trị sẽ xem xét chiếc ghế Chủ tịch nước về tay ai. Nói tóm lại, việc lấn sân này là rất bất thường, làm nhiều người nghi ngờ là trong tứ trụ sắp có sự thay đổi nhân sự quan trọng. Mà ghế yếu nhất hiện nay đó là chiếc ghế Chủ tịch nước đang cần phải thay thế cũng không phải là không có khả năng và cơ hội cho những người khác. Hội nghị Trung ương 6 chỉ còn chừng hơn một tháng nữa là diễn ra. Kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào? Từng bước giải mã. Từ nguồn tin riêng bên trong cho Thời báo .d biết rằng ông Tổng đã dùng người rất hào. Ông không nặng về tình cảm. Ông rất lạnh lùng, đôi lúc như người không có trái tim vậy. Có người lấy lòng ông suốt thời gian dài, nhưng chỉ cần làm phật lòng ông điều gì là phải trả giá bằng cả sự nghiệp chính trị. Người ta nhận xét nhờ cái tính lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy mà ông Trọng có thể leo lên chức vị cao nhất trong đảng và trụ lại ở vị trí này sang tới nhiệm kỳ thứ 3.
một trường hợp chưa từng có tiền lệ sau thời kỳ ông Tổng Bí thư Lê Duẩn đến bây giờ. Hiện nay, những người trong Bộ Chính trị cho rằng ông Tổng là một lợi thế lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro lớn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi ông Trọng làm Tổng Bí thư đã hơn một thập kỷ thì những người theo ông gồm những ai? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đó là Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, vân vân. Tuy nhiên, chỉ có Vương Đình Huệ là bám cho đến ngày nay, còn ông Nguyễn Bá Thanh thì đã không còn sống vì xung phong và quá hung hăng nên dường như đã mất mạng. Đinh Thế Huynh thì đang bị bệnh bí hiểm và bị loại khỏi chính trường. Còn ông Trần Quốc Vượng tưởng được ông Trọng nhường ngôi nhưng cuối cùng bị ông cho ra rìa vào phút chót. Người phân tích này cho biết những người đang vây quanh ông Tổng hiện nay chưa ai chắc chắn được rằng họ không bị đá xa hơn một chút vào lúc nào đó. Hiện có Võ Văn Thưởng, Tô Lâm, Vương Đình Huệ. Với ông Huệ thì đã vào tứ trụ, ông Huệ đang nhắm vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Còn hai người còn lại là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng thì đang nhắm vào một chiếc ghế tứ trụ còn lại. Công việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đang nhờ rất nhiều vào bàn tay của ông Tô Lâm. Hiện nay Tô Lâm đã 65 tuổi, 3 năm sau ông Tô Lâm đã 68 tuổi và buộc phải nghỉ hưu vì không ở trong tứ trụ thì không được suất đặc biệt. Ao ước của ông Tô Lâm dường như là một bước nhảy vào tứ trụ ngay trong giữa nhiệm kỳ. Còn để đến hết nhiệm kỳ thì sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng sẽ kết thúc. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm. Nắm được ao ước mãnh liệt, ông Trọng dường như đã thúc ông Tô Lâm đánh mạnh vào tứ trụ, mà đặc biệt là hai trụ Chủ tịch nước và Thủ tướng. Mục đích là để tứ trụ có càng nhiều chỗ trống thì càng tốt, mà càng nhiều chỗ trống thì cơ hội cho Tô Lâm cũng lớn hơn. Cũng có người cho rằng ông Tổng đã xem ông Bộ trưởng Công an là con trâu. Ông dùng nắm cỏ nhử trước mũi trâu để trâu cày thật lực cho ông Tổng. Nhận sách này hơi cực đoan nhưng không phải là không có cái lý của nó. Đã sang đến nhiệm kỳ thứ 3, ông Bộ trưởng Bộ Công an này đã cày miệt mài trong bộ mà ông Bộ trưởng vẫn không được lên chức. Lần này ông Chủ tịch nước lại dính vào vụ Việt Á quá nặng và dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn còn đó, chờ ngày bị khui ra. Ông Thủ tướng cũng dính vụ Việt Á và dính đến thương vụ mua bán vũ khí với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô Lâm cũng đang muốn dứt điểm hai vụ án này để đẩy giúp ông Tổng đưa hai người này ra khỏi chiếc ghế rồi mới tiên liệu cho tương lai chính trị của bản thân. Có thể nói ông Tô Lâm là hung thần với công lý, là hung thần với người yêu chuộng tự do và ngôn luận, nhưng lại là người hữu ích cho ông Tổng Trọng. Việc điều tra nhân vật tứ trụ không hề dễ dàng, nhưng Tô Lâm vẫn đang miệt mài. Ông biết rằng ông Tổng có giữ lời nếu ông Tô Lâm xử lý tốt vụ Việt Á và vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không. Đây chính là điều mà ông Tô Lâm đang cần phải khẳng định trước ông Tổng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đương nhiệm, đang bị Tổng cho điều tra vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Với ông Tô Lâm thì ông Trọng nhắm vào vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Việt Á là đánh dọn đường cho ông nhảy vào tứ trụ. Tuy nhiên, dụng ý thật của ông Tổng là gì thì chỉ có mình ông Tổng biết, không ai có thể biết được thực tế nó ra sao. Và bản chất của ông Tổng là vắt chanh bỏ vỏ. Nên khi ông Tô Lâm dẹp loạn xong, không biết ông có được hưởng thành quả hay không, cũng khó mà kết luận cho được. Chúng ta hãy cùng chờ xem.